có nghĩa mẹ tôi kính thưa mẹ. Dạ thật mệt. Ăn lẹ ăn lẹ ăn lẹ, đây là một trò chơi cần sự tập lẹ ăn lẹ ăn lẹ ăn lẹ để gì, để chúng ta phải hiểu rằng đây là một trò chơi rất là khó. Ăn lẹ ăn 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 lẹ ăn lẹ. Tết về cố lên Long, cố lên cố lên cố lên cố lên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Bảy Nụ Cười. Trò chơi sau đây có tên gọi là bữa ăn rắc rối. Mời các bạn test qua hai bên. Trò chơi khuấy động dân hình. Sẽ có 3 lượt thi đấu dành cho hai đội. Ở mỗi lượt thi, mỗi đội cử một thành viên ra thi đấu đối kháng với đội bạn. Khi MC Trường Giang quay lưng đi, hai người chơi sẽ nhanh chóng bước về phía trước. Khi MC quay lưng lại, họ sẽ phải đứng im. Nếu MC phát hiện người chơi nào cử động, người đó sẽ phải quay lại vị trí xuất phát. Đặc biệt, trên đường di chuyển, người chơi sẽ phải mở các khay thức ăn bí mật. Sau đó thì đứng trên bệ gỗ được đặt sẵn và ăn hết món ăn đó. Rồi tiếp tục đi, người chạm vào người trọng tài trước là chiến thắng. Kết thúc mỗi lượt, thành viên nào thua cuộc ngay lập tức sẽ đón nhận hình phạt đáng sợ. Đội thắng 2/3 trận sẽ ghi cho mình được 1 điểm. Nếu người thường dày thì không sao, chứ chị Lê Giang mà dày là có khả năng ngã đổ về phía trước. Ủa cưng, bây giờ đứng ngoài sau này. Đã nói rồi đừng hỏi lại nữa. Không có hiểu, chưa có hiểu. Đứng ngoài sau này leo qua à, leo qua đội đội đó. Chạy lên đây ăn. Khi mà MC bất chợt quay lưng lại là mình phải dừng lại liền. Mình không được giống như quyền đứng ăn nữa. Xong rồi tới mình đụng với MC, đụng bất cứ cái gì trên cơ thể MC cũng được. Chị hiểu rồi Lực. Cảm ơn cưng. Vậy thôi đó. Bên này ai đầu tiên? Tất nhiên là Lê Giang. Mời chị đứng vào phía sau. Chiến binh dữ nhất của đội. Bên đây là ai? Dạ đi. Ý là giống như mỗi đội người nào già nhất đi ra. Trời là chị nói chứ không ai nói. Dạ sao tự nhiên con nói con già vậy? Con nói con già là chị già đó. Chứ gì đó chị, ý người ta là nói chị em mình già đó. Bây giờ không cần nói rồi đủ hiểu rồi. Người không có tóc mà sao mà so sánh với người. Đi lại đây. Sau mỗi vòng thì cái cây đó sẽ lên một nấc. Trời đất ơi, vậy là đang khó rồi đó. Thôi mẹ chơi vòng chị đầu xong lượt làm mới tới mấy đứa kia. Vậy là lộn rồi nè. Đúng rồi, em cũng thấy lộn rồi đó. Bắt đầu từ nấc này nè. Thấy chưa, vậy là chị hiểu chứ gì. Mẹ ơi, mẹ chơi xong 3 người vòng đây người đầu tiên thì mẹ là cái mức cao nhất đó. Đâu có 1 vòng mà con. Không, con không một vòng mẹ. Rồi hai mẹ con có thể đi ra ngoài nói chuyện được không? Bây giờ nè, chị có thể hiểu được chưa? Hiểu. Đâu, rồi. Nói lại từ đầu em xem nào. Nói lại từ đầu là bước qua cái cây này và bước tới đó ăn. Ăn mà khi nào Giang nhìn lại bất chợt lúc bất cứ lúc nào thì đứng hình. Đúng. Khi cứ ăn, ăn cho hết, đứng hình, đứng hình. Rồi qua cái vé khác đi. Rồi đến khi tết bên cái bục đó thì thắng. Nếu ai thua sẽ bị biện pháp tại chỗ. Biện pháp tại chỗ là cái gì? 3, 2, 1 bắt đầu. Trời ơi, đã cái tướng như vậy còn đứng cái thế cho khó. Cái đó cũng đầy. Bà cắn được một cái rồi, giờ đừng giỡn với bà nha. Gặp bánh bao là tươi xanh nha, gặp cái sẵn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi mẹ. Ê, không muốn vui mà cắn hết hơi lâu rồi nha. Miễn sao nó vô miệng em hết thì thôi. Trời ơi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái bánh bao này mà nuốt mạnh, hút nhanh là dễ bị ngẹn lắm đó nha. Chúng tôi cảnh báo nha. Ăn, ăn. Tất cả mọi thứ phải tập. Làm gì dơ rớt không rớt kìa rớt kìa rớt kìa rớt kìa. Rồi thấy chị Lê Giang tập trung ghê không? Rớt không rớt luôn. Ăn đi, ăn lẹ Giang ơi. Bà già mà bây giờ bà ác xì một cái là đầy sân khấu luôn chứ phải vẫn chơi thôi nha.
Bà chưa ăn hết, bà đi đâu vậy bà Giang? Chưa ăn hết là chưa được đi mẹ. Yên tâm đi, ngậm trong họng nghĩa là ngậm như vậy là ăn, ăn là phải nuốt. Nuốt luôn mẹ ơi. Nhúc nhích rồi, về lại thức đầu mà đi giảng. Lắm đi giảng vậy? Giang, Giang đứng yên, Giang đứng yên. Gớm quá. Lê bên phía đâu? Thì lát mình lắm bây giờ ăn lại mà mình có ăn đâu. Đúng không? Ăn lẹ. Đây là một trò chơi cần sự tập trung. Để chi? Để chúng ta phải hiểu rằng đây là một trò chơi rất là khó. Ăn là phải ăn cho khéo. Ăn lẹ. Trời anh ơi, chết rồi. Có cho mẹ cho mẹ miếng nước đi chứ mắt mẹ em trợn lên. Trời ơi, tôi sợ quá. Ăn. Đi. Đi. Trời ơi là trời. Ủa? Tôi chấp luôn giờ đi không nổi tại nuốt đâu được đâu đi. Em ăn tới khi nào? Đi trời ơi. Tôi thấy là hơi mệt mỏi với cái cặp này rồi đó nha. Đã tiếp nước rồi. Đây. Mẹ đụng. Trời ơi, cặp bác ghê quá. Đi cặp bác ghê. Đây là hình phạt dành cho Lâm Vĩ Dạ. Thưa quý vị, trong chương trình chúng tôi nhiều khi hình phạt nó lại là một cái giải thưởng đó. Có nhiều món ăn, ví dụ như là cá đuối lên men của Hàn Quốc, nhưng mà ăn rất là bổ dưỡng, ví dụ vậy. Lộc, giúp chú con. Em ơi có nghe chăng tiếng chị? Trời ơi chết rồi chị Dạ ơi. Dạ xỉu rồi. À xỉu mà hả miệng ra là còn muốn ăn. Ôi lên. Nó liếm em. Ai liếm? Không ai liếm được em hết. Chỉ có em liếm thôi. Nó liếm em. Ăn gì vậy? Sô-cô-la hình sô-cô-la hình con vật. Đó là phần thưởng, như vậy là hình phạt đúng chưa? Dạ đúng. Rồi, mời về vị trí. Cặp thứ hai là ai? Là tôi. Tiến Luân. Là em. Em chọn bên nào? Em chọn bên này. Bên đó là bên mâm lễ Tết hướng dương trong tới hạt dưa đó. Bên này là gì? Trái cây. Bên này là trái cây ăn nhẹ. Đó, rồi. Bên này là các loại giống chị Giang ăn nãy. 3 2 1 bắt đầu. Ê, có rồi. Rồi rồi đi chị Lực. Tiến Lực mới quay đầu xong quay lại, đi lại đi đâu? Trời ơi, từ từ thôi, cái gì đâu mà căng thẳng dữ vậy trời. À, khoai lang. Dạ, khoai lang mà nuốt nhanh là mệt lắm đó nha. Trời ơi, ngày Tết đây nè. Ngày Tết đây nè. Bánh dưng. Trời ơi, tội nghiệp em tui quá. Bánh dưng nửa cái. Bánh dưng mà nửa cái là ăn tới sáng hôm xong. Mày vẫn chơi đâu. Mình đứng đây tới sáng cũng chưa chắc ăn xong nữa. Trời ơi, chết rồi. Tới đây là phải nuốt hết nha, chứ không có chuyện ngậm trong miệng. Ngậm trong miệng là không tính nghe quý vị. Cái... miệng lan da. Trời ơi, cái mắt anh lục cú lòi ra ngoài. Từ từ nuốt ra cưng. Cố lên, cố lên.
cái cổ họng giống như cổ họng giống như tôi biết hết á, như vậy tôi không biết đâu, mà tại thấy tội nghiệp á. Đi lại từ đâu? Đi lại từ đâu? Ngọc cũng đi nước vô Ngọc. Rớt cây kìa, nằm lại đi con. Rớt cây kìa, nằm lại đi con. Trời ơi. Trời. An Giang vô địch thủ luôn, không tin luôn á. Trời, bé đi nhanh dữ vậy ta. Đúng không? Mới đây có 2-3 giây mà ăn nhanh. Thấy ghê quá. Mấy gần mặt tới gần anh Giang đặt mặt thấy ghê quá. Trời quá à. Trời ơi, chết rồi chị ơi. Chết. Trời ơi, cái nhà gì mà dằn thè vậy. Đây, mời đeo. Em ăn no lắm rồi. Cái này ăn vui thôi mà. Ăn vui em ơi, anh nghĩ là em nên đeo khẩu trang chứ đừng có đeo cái này. Vậy thì mình đeo lố lố chút xíu cho che cái lỗ mũi luôn, hiểu không? Ừ, đó. Khui. Trời ơi. Ê da, bậy bậy rồi, bậy rồi. Bậy bậy bậy, không được à. Rít. Cái lượt vậy đó. Ê, trời ơi, sao nó nhiều chân quá à? Sao thấy? Nhiều chân sao khiều người ta vậy? Nó giống như cái lượt vậy đó, em không sao đâu, ăn đi. Ồ, đúng chưa? Quá đơn giản. Sô-cô-la. Kẹo, kẹo, kẹo ngon. À, kẹo hình con vật, đúng không? Không có gì phải khó khăn đúng không? Hình con vật hả? Ừ. Đây Lộc là hình con vật thiệt nè. Lượt cuối cùng không ai khác Lê Lộc và Trương Thị Dinh. Lớp tuổi ta về đúng không? Cẩn thận nha con. Mẹ là mẹ của con đó. Nè con đưa bước qua đi. Con đưa bước qua đi. Con đưa bước qua đi. Từ từ mẹ từ từ. Bây giờ nè, chọn hướng nào? Hồi nãy bên đây là món nhẹ rồi. Vẫn bên đây. Bên đây dễ nè, nhỏ xíu à. Nhỏ xíu là cái gì? Ớt hiểm á. Thôi bên đây chắc ăn hơn. Bên đây bự lắm mà. Mày thấy sao? Ủa cái này là hai đội khác nhau á. Không phải một đội đâu. Quên. Con tự lựa đi. Rồi kẹo không còn hả? Anh Giang chỉ bên đó đúng không? Rồi con chọn bên này. Bên nào đẹp. Anh Giang chỉ bên đó đó. 3, 2, 1 bắt đầu. Rồi bước. Cẩn thận. Ê. Đi lại từ đầu. Con đó. Anh Vinh tội anh quá à. Đừng có nhúng em, nó búng lên. Dính gì ta? Trời ơi, đã không? Ủa gì vậy? Chanh. Chanh nhỏ xíu à. Chanh, à ngon. Con vậy gì vậy? Như... Trời ơi. Tết về. Tết lại ăn tết à. Tết về. Cố lên Lâu. Cố lên. Số khổ. Từ Lộc ơi. Người ta chỉ cho cái bên ok thì không chịu chọn. Chọn cái bên chị mà. Ê con chừng ướt nha. Chua lắm ướt đó. Ơi anh phải ăn luôn vỏ chứ. Vậy là bên kia ăn luôn vỏ hả? Nát vừa phải thôi. Trời ơi có người chậm mồ hôi kìa. Phan căng thẳng vậy con. Thôi coi như thua đi con ơi. Để lòi bản hỏng à. Thôi thua ta rồi. Thua đi. Thôi em ơi. Hồi nãy anh Giang kêu bên con đó đi. Con quái đảng không à. Nghe lời.
Nghe lời anh Giang là thắng rồi, nghe lời mẹ anh chị. Tại mẹ không à. Tuần sau mẹ con thắng. Thắng cái gì? Giờ thua rồi nè. Lộc ơi, em phải biết là mẹ con mà bây giờ là đội địch của mình, em hiểu không? Mẹ giờ con mình con không? Em. Đây mẹ ăn nè. Không, mẹ ăn cái gì kìa. Ăn cái nào? Ăn hình phạt á. Không, con thua con ăn đi. Gia đình xào xáo. Tôi thiết nghĩ là không nên mời gia đình chơi cái game này. Ồ, hay thiệt, bên này ăn Tết liên tục ha. Trời ơi, lật lật, chị mở không có mâm nào mà được ngon hết. Thấy con là đặc biệt luôn á, đồ đặc biệt. Ghê vậy? Hứa luôn á, thấy con đồ đặc biệt. Trời, sao có nước ướt mềm cái micro vậy con? Để vô. Giờ mịt mịt luôn rồi con ta. Nó hết kẹo rồi. Trời, vui đâu có chơi ba lần. Từ hồi trưa giờ chúng ta phải mệt mỏi với nó đó. Xin mời. Kẹo chứ gì? Kẹo đúng không? Kẹo luôn á. Sô-cô-la, sô-cô-la. Sô-cô-la thôi. Trời, thú quá vậy. Mẹ. Mẹ đâu rồi? Mẹ đây nè. Đồ hủ thúi. Trời ơi, con ơi, nguyên một dĩa. Không phải một cục đâu. Trời ơi. Mẹ. Mẹ đây. Ăn giùm đi. Con ăn đi. Thúi quá. Thúi quá kìa. Đi rửa đi cho bớt thúi. Ở cái gì vậy mẹ? Đồ hủ thúi con. Giờ hả miệng con. Thơm trời mà. Trời ơi, đồ hủ này dễ từ sáng giờ đó con. Chưa ăn mà thấy mặt. Ăn đi nè, ăn đi nè, ăn đi. Ăn đi. Hả miệng con. Hả miệng ra, hả miệng ra, hả miệng ra, hả miệng ra. Trời ơi, cái mùi gì đâu mà nó thúi dễ sợ luôn á. Thúi mà, mẹ ngồi bên đây nghe thúi á. Hả miệng nè. Hả miệng. Nhanh nào, nhanh nào. Hả miệng. Nhanh đi một lần trong đời. Để mẹ lấy giấy gói về lát tối con ăn nha. Ăn hả đi. Ôi. Ok không? Chú mở cho con thở chú trời. Cái gì vậy con? Như vậy là ở trò chơi vừa rồi, ba thành viên của đội mình thắng tuyệt đối, ba mình thua tuyệt đối. Tỷ số 1-0 nghiêng về đội chị Lê Giang. Yeah. Thank you.